Chào các bác, đã lâu rồi, hôm nay mới có cái cặp loa này thì em đặt trần xin lên sóng cho các bác. Một cái cặp loa của Canada, dòng Paradigm. Paradigm thì cặp này thì model của nó là model 9 monitor. Dòng monitor 9 thì cũng khá là hiếm ở trên thị trường. Một cặp loa chân dài với cái thiết kế rất đẹp, hiện đại cùng với cái chất âm hay. Chất âm của những cái dòng loa châu Âu. Cặp monitor 9 này thì sở hữu kích thước là cao 91, rộng 23 và sâu là 37 cm. Mỗi thùng thì sẽ có hai loa mid-bass với đường kính là 20, sử dụng màng carbon, màng trong suốt, một cái loa chép dom hậu sâu tới gần 40 cm cho cái dải trầm vô cùng là thuyết phục. Cặp này thì có cái lỗ thông hơi thiết kế ở phía trước, giúp các bác dễ dàng phối ghép cũng như là kê bày cái sản phẩm. Cặp này thì shop đặt trần về trong cái tình trạng xuất sắc. Rất hiếm khi có những cái cặp Paradigm 9 mà còn đẹp như thế này thưa các bác. Trên tay em thì đang là cái tấm lưới e-căng của cặp này. E-căng thì phía dưới chân thì thiết kế cái dạng cong cong như này, và còn đầy đủ cái tem của Paradigm. Bên trong thì khung lưới bằng gỗ còn rất là đẹp. Vâng. Mời các bác chúng ta sẽ cùng nhau quan sát chi tiết cái phần thùng vách cũng như là cái tuyến loa của cái cặp loa này. Em này thì thiết kế với thùng vỏ vân gỗ màu đỏ. Đấy, rất là đẹp, sang trọng và đẳng cấp. Thùng vách thì vuông vắn và vuông thùng sắc cạnh. Đấy, nét căng luôn. Đấy, trước sau như một. Cặp loa thì đánh BY, chơi cầu bắp chuối. Cặp này thì có những cái đường vân gỗ nổi khối trông vô cùng là sắc nét. Cấu hình tuyến loa đây, các bác có thể thấy là hai cái loa mid bass, một loa bass, một loa mid có cái đường kính 20. Sử dụng là củ từ xương đúc, củ từ xương đúc. Màng là sử dụng cái màng carbon. Đây các bác thấy cái xương đúc ạ. Đấy, màng này nhìn xuyên vào bên trong được. Hai cái râu của loa rốn zin, gân cao su zin, đánh mềm nhũn. Lỗ thông hơi đây. Đây thưa các bác, tuyến loa còn rất đẹp. Dòng monitor thì nó có cái loa chép như thế này các bác nhé. Đấy, đặc trưng của dòng monitor. Đây, vân gỗ rất là đẹp. Đấy, vân gỗ rất là đẹp. Tuyến loa nét căng và căng mọng, đẹp không tì vết. Đẹp không tì vết. Thùng vách bóc góc cạnh thì vô cùng là vuông vắn. Đấy, vuông thùng sắc cạnh, nét căng, e căng đây. Cặp này thì lâu rồi mới có hàng phục vụ các bác. Và những cái dòng monitor 9, monitor 7 thì cái loa bát nó bé hơn, nó chỉ khoảng 16 đến 18 thôi. Nhưng mà cái cặp này thì bát của nó tới 20, cho nên cái tiếng bát rất là tốt luôn. Và những cái dòng Paradigm thì nổi tiếng là cái chất âm của nó uy lực, tiếng của nó gọn gàng và sạch sẽ. Cặp này thì lại đẹp xuất sắc luôn, vỏ màu vân gỗ. Sản phẩm này thì shop có giá bán 12.300.000 đồng. Bên em thì tại Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, giao hàng toàn quốc. Giá sản phẩm không bao gồm phí ship các bác. Mời các bác chúng ta nghe một cái đoạn nhạc em test trên cặp 9 này, cặp 9 monitor. Tiếng của nó thì chắc như nêm. Bát đánh không cần súp luôn. Hai bát 20 mà đánh cho cái phòng 30-40 mét, không cần súp luôn. Anh tận cuối đời, sạt lờ
bác có thể thấy là cái chất âm cực kỳ là tuyệt vời trên cặp monitor 9. Cặp monitor 9 Panasonic Gym. Cặp này thì có cái mức giá là 12.300.000 đồng. Các bác có nhu cầu thì hãy alo cho em Đạt Trần. Shop Đạt Trần tại địa chỉ phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Bên em giao hàng toàn quốc, giá sản phẩm không bao gồm phí ship. Và các bác lưu ý là cái sản phẩm này thì bên em chỉ có một cặp duy nhất thôi. Các bác nào nhanh tay thì có thể alo trực tiếp cho em để chúng ta sở hữu cái cặp loa này. Những cái dòng sản phẩm này thì không có nhiều trên thị trường. Vâng, không có nhiều trên thị trường. Vì vậy các bác hãy nhanh tay alo cho em. Cặp loa chơi rất hay, chơi đa năng các cái thể loại nhạc, vừa chơi vừa trưng bày. Cái phòng nghe của các bác hết sức là hợp lý, hay ở trong cái tầm tiền. Về với em như chim liên cành, như cây liên cành, như đò với sông, như nước xuôi dòng vào lòng biển xanh. Anh ơi chẳng còn xa nên tình yêu vẫn còn mang, anh ơi xưa còn xuân nên tim đơn mong dưới ấm. Ta xa nhau lâu rồi, ta mong nhau lâu rồi, gần nhau đến nay thôi. Chúng ta sẽ nghe một cái ca khúc Bolero nữa. Cặp loa rất hay với cái khả năng chơi đa thể loại nhạc. Nhạc hoàng, nhạc trẻ, DJ, remix, karaoke, em nó đều có thể đáp ứng rất tốt. Hôm nay về thăm nhà, nhịp chân lối quen xưa. Shop Đạt Trần cực kỳ là tâm đắc với cái chất lượng cũng như cái tầm tiền hơn chục triệu đồng. Các bác đã có thể sở hữu được một em chân dài cây cột với cái chất lượng âm thanh cực kỳ là tốt, và cái hình thức của nó thì đẹp tuyệt vời. Xây đời dựng lều hoa bên dưới, sống cho nhau mà
Vâng, em Đạt Trần sẽ kết thúc video clip này tại đây. Các bác nào quan tâm cặp loa này có thể alo trực tiếp cho em theo số điện thoại trên màn nhỏ. Em Đạt Trần xin chào và hẹn gặp lại. Cặp loa với mức giá bán 12.300.000 đồng. Cảm ơn các bác rất nhiều.